Các bạn đồng tu thân mến, Bảo Thành đang suy nghĩ coi ở trên đời này có cái chuyện gì làm khó chúng ta hay không. Và Bảo Thành cũng suy nghĩ mình có đang gặp sự cố gì để rồi thật khó khăn chia sẻ với các bạn trên con đường tu hay không? Có. Có nhiều lúc không biết phải nói như thế nào và nói làm sao về những điều các bạn hỏi. Có lẽ lúc đó không phải vì tâm tối, vì không thấy, không biết, mà vì những câu hỏi nó mang cái ý nghĩa sâu rộng, rất cần nhiều thời gian để chia sẻ cho tận tường đồng tu của chúng ta. Chú trọng về sự mật thiền, đi vào chân tâm, quán chiếu cái tâm tánh hiện hữu, được gọi là tánh Phật, được gọi là Phật tánh, được gọi là chân như, để tác động và khơi nguồn cho tình thương, cho ánh sáng trí tuệ được khai mở, mà sống một đời sống tỉnh thức bớt khổ, bớt phiền. Đạt được sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc đời nhiều nghịch cảnh chông gai. Các bạn, chắc chắn các bạn đã bị nhiều người làm cho đau lòng, làm cho khổ và phiền não. Ai cũng vậy mà. Nếu không đau khổ, nếu không đau, nếu không phiền não, sao gọi là có sự trải nghiệm của chất sống con người? Là người, những cái chất đó luôn luôn tới để ta được nếm trải một lần, thấu rõ phận đời, thói đời cười ra nước mắt. Ai chưa qua chưa phải là người. Lòng tốt và tình thương vốn luôn có trong mỗi người chúng ta. Chẳng phải là vì người sống theo nhân văn, hoặc người sống có văn hóa, người có trình độ kiến thức, người có giáo dục, người có đạo, có tôn giáo, người đàng hoàng mới biết sống tốt và yêu thương. Ai cũng vậy, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, đẳng cấp, văn hóa, trình độ. Chúng ta vốn có cái tình thương và lòng tốt để đối xử với nhau một cách rất bác ái yêu thương. Nhiều người chúng ta đã giúp đỡ họ, chúng ta đã tốt với họ, nhưng họ chẳng trân trọng, chẳng thương mến, chẳng quý. Ngược lại, họ còn phũ phàng đối với chúng ta. Để từ cái chỗ đau vì giúp người, vì tốt người, có những cái câu than vãn lâu ngày trở thành một cái định lý hay một cái chân lý kim chỉ nam để sống. Câu đó là ở đời đừng sống tốt quá, bởi họ có biết trân trọng mình đâu. Từ có chỗ ở đời đừng sống tốt quá, bởi người ta không biết trân trọng. Chúng ta đã cột chặt cái lòng tốt và tình thương vốn có nơi ta, và dần dần chẳng tưới tẩm chăm sóc, làm cho nó héo úa, teo trột mất đi, và ta đã sống khô khan, thiếu vắng tình thương. Việc gì cũng cân nhắc, họ có trân trọng đâu mà quá tốt với họ. Cái khái niệm
Người ta không biết trân trọng với cái lòng tốt của mình, với tình thương của mình. Là một khái niệm tiêm nhiễm độc dược. Vì khi ta khởi ý như thế, tác ý như thế, dẫn ý như vậy, nó đã mở toang cửa cho cái tâm tánh ích kỷ, cho cái tôi quá lớn, cho cái vọng tưởng của lầm chấp phủ khắp toàn châu thân. Ta đang làm cho ta mất đi cái dứt thật của ta, là tình thương, là lòng tốt. Ông Xá Lợi Phất, một đại đệ tử của Phật, một bậc thánh nhân, ở một kiếp kia, có một vị tiên nhân thấy ông Xá Lợi Phất quá tốt, nên đã thử thách lòng tốt của ông Xá Lợi Phất. Vị tiên nhân đó hóa thành một người ngồi ở bên lề đường khóc than. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng: ông ơi, ông khóc than điều gì? Người đó nói: tôi khóc than bởi mẹ tôi con mắt bị đau, hư trộm, nếu không có con mắt khác thay vào sẽ bị mù lòa khắp cuộc đời, suốt đời khổ lắm. Ngài Xá Lợi Phất: vậy thì con mắt nào? Người kia nói: con mắt trái. Ngài Xá Lợi Phất liền móc con mắt trái của ngài ra, hiến tặng cho người kia để mang về giúp cho mẹ. Người kia nhận xong con mắt mới nói rằng: thưa ngài, tôi quá bối rối nên nói sai, không phải con mắt trái mà là con mắt phải. Ngài Xá Lợi Phất lại móc luôn con mắt phải tặng cho anh ta. Anh ta cầm hai con mắt của ngài Xá Lợi Phất trong lòng bàn tay, cười khắc khả, ha ha, rồi quăng hai con mắt xuống dưới đất đạp lên và nói rằng: ngươi thật là ngu, chẳng biết gì hết. Ta lừa ngươi mà ngươi cũng móc cả hai mắt cho ta. Ngài Xá Lợi Phất vẫn mỉm cười thông dong và tự tại, giữ chánh niệm và bước đi nhẹ nhàng, nói một câu với anh ta rằng: tâm từ bi chẳng mong cầu điều gì đúng hay sai, trong tâm đó làm bằng cái sự chân thật. Ngài đi thôi. Người tiên nhân lúc đó mới quỳ xuống trước ngài Xá Lợi Phất và nói rằng: tôi là tiên nhân hóa hiện ra để thử thách ngài, nhưng ngài quả thật có một cái tấm lòng tốt, có cái tâm từ bi, biết hiến tặng, biết cho đi mà không cần biết người nhận cách nhận như thế nào. Tôi rất quy kính ngài. Và vị tiên nhân đó đã trả lại đôi mắt cho ngài Xá Lợi Phất. Các bạn, qua câu chuyện thực tế của nhà Phật, chúng ta thấy Đức Phật dạy pháp bố thí ba la mật, bố thí vô úy thí. Tức là người bố thí không nhìn thấy vật mình thí, không nhìn thấy, không phải là không nhìn thấy, mà không đánh giá cái vật mình mang hiến tặng là cao hay thấp, mà chỉ vì tình thương thôi, cũng không đánh giá cái người đón nhận, và cũng chẳng phán xét họ nhận họ làm cái gì. Đó là bố thí vô úy thí cao nhất. Ta là người, khi ta có lòng tốt với ai đó, ta luôn mong cầu người đó phải tốt với ta và phải biết trân trọng ta. Điều đó đúng mà, rất đúng. Nhưng cái mà ta mong cầu đó, nó vẫn còn nặng về cái phần tôi muốn, tôi cầu, tôi mong. Cho nên cái hành động cho đi, cúng dường bố thí, hoặc cái lòng tốt trao ra, nó vẫn còn có cái sự đòi hỏi ở trong đó.
Nhưng Ngài sẽ lại phất cho đi, cho bằng tâm từ bi, bằng sự chân thật. Vậy thôi. Ta là người chẳng phải thánh nhân, nhưng Ngài sẽ lại phất. Bởi Ngài sẽ lại phất là bậc đại trí. Ngài có trí tuệ. À, hình như chúng ta quên rằng trong nhà Phật, từ bi phải đi kèm với trí tuệ. Chúng ta mới có lòng tốt, mà lòng tốt chưa kèm với cái sự sáng, sự hiểu thấu của trí tuệ. Ta có lòng tốt, nhưng còn mù lòa dữ lắm. Như câu chuyện có một người đi đường, thấy đụng xe, có cái lòng rất tốt muốn cứu cái người đó, nên sốc lên bế chạy tới nhà thương. Mà chẳng biết rằng khi đụng xe, người bị đụng xe đó bị gãy chân và gãy tay. Cứ sốc lên mà chạy tới nhà thương. Khi tới đó, tay chân gãy lát. Bởi vì bế lên, chạy sốc tới, không có kẹp, có nẹp vào. Có tình thương, có lòng tốt cứu người, nhưng thiếu cái trí tuệ, thiếu cái kiến thức thông thường của y khoa, của y học. Thay vì nếu chúng ta có trí tuệ và kiến thức, biết rằng người đó bị gãy chân, gãy tay, nhất định ta sẽ lấy cây hoặc lấy một cái vật gì đó nẹp chặt lại trước khi mang đi nhà thương. Nói thế không trách cái người có lòng tốt, nhưng để thấy rằng lòng tốt phải luôn luôn đi với kiến thức và trí tuệ. Khi ta có lòng tốt với ai đó, ta phải có kiến thức. Để ứng dụng cái lòng tốt, có cái phương tiện tạo cái nền tảng và tiền đề cho người đón nhận cái lòng tốt của chúng ta tiến lên sống đẹp hơn, hay hơn, hoàn thiện hơn. Lòng tốt đó được thể hiện nơi người mẹ, người cha của chúng ta, hai đấng sinh thành lên chúng ta, có cái lòng tốt vô biên đối với con cái. Nếu để ý, ta mới thấy hai đấng sinh thành có lòng tốt đó luôn kèm theo cái sự giáo dục. Bởi hai ngài có trí tuệ nhìn thấy lòng tốt của mình hy sinh tận hiến tới giọt máu cuối cùng cho con cái, nhưng vẫn luôn luôn kèm theo những bài học giá trị của giáo dục. Vậy nên hai ngài hy sinh tận hiến có cuộc đời và luôn luôn gần gũi, an ủi, che chở, dạy dỗ, khuyên bảo, hướng dẫn. Chứ không phải chỉ có lòng tốt cho ta ăn, cho ta uống, cho ta mặc, rồi muốn làm gì thì làm. Không. Các bậc phụ huynh, nếu các bạn đã là cha mẹ, các bạn đều thấy sự hy sinh của cha mẹ không thể kể, không thể nói. Nhưng sự hy sinh đó luôn luôn kèm theo một cái nền giáo dục trong cái thân giáo đời sống của cha mẹ, hoặc tạo điều kiện cho con cái học hỏi để trưởng thành. Như vậy, lòng tốt của cha mẹ luôn luôn kèm theo cái trí tuệ bằng cách hướng dẫn, dạy dỗ, truyền đạt kiến thức. Có khi nào các bạn thấy lòng tốt của mình trao đi mà mình thiếu hẳn cái trí tuệ để tạo cái phương tiện cho cái người nhận cái lòng tốt của ta tiến lên, thay đổi, chuyển hóa cuộc sống hay không? Hay ta cứ làm tốt mà thiếu trí tuệ? Để rồi chúng ta đã tốn biết bao nhiêu thời gian, tốn biết bao nhiêu cái con chữ để nói và than rằng ở đời đừng sống tốt và rộng rãi quá. Bởi người ta có biết trân trọng mình đâu, và đôi khi người ta còn làm hại đến mình. Cách nói đó là cách nói của những người thiếu kiến thức khi thể hiện lòng tốt. Còn nhà Phật, các bạn, chúng ta đồng tu với nhau. Lời Phật dạy, từ bi trí tuệ, luôn luôn đi kèm với cái sự tỉnh giác và thiện lành. Bốn câu mật ngôn ta tu từ bi trí tuệ tỉnh giác thiện lành. Bất cứ một yếu tố nào đều khởi bằng cái tâm từ bi. Và yếu tố đó biến thành hành động,
phải bằng cái sự sáng suốt của trí tuệ, bằng trong sự tỉnh giác và thiện lành. Người có tâm tánh thiện lành như cha mẹ, người luôn luôn sống tỉnh thức như cha mẹ, người luôn luôn có kiến thức uyên thâm như cha mẹ, và người luôn luôn có tình thương cao tột như cha mẹ, thì làm việc gì cũng đều có ý tứ trước sau, chẳng phải vội vội vàng vàng, năn xẻ sắn tay áo, ôm sốc người ta lên chạy tới nhà thương. Các bạn thấy không? Cho nên lòng tốt của con người bị phụ là bởi vì ta chỉ tốt mà thiếu đi cái kiến thức, ta chỉ tốt mà thiếu đi cái sự sáng của trí tuệ. Biết bao nhiêu người có lòng tốt đã cho bạn bè mình than khổ mượn tiền rồi nó chạy mất. Biết bao nhiêu bạn bè của chúng ta khổ, chúng ta tốt rồi họ phụ ân ta. Nếu nói sâu sắc hơn một chút xíu về nhân quả, thì không có một cái chuyện gì xảy ra mà không có sự chi phối của nhân quả nhiều đời do ta và người. Dù lòng tốt của chúng ta có thiếu trí tuệ và kiến thức, trao đi, có thể là trao đi tình, tiền, có thể là trao đi vật chất, có thể là trao đi sự quan tâm, sự yêu thương, nhưng cái đối tượng được nhận kia vẫn phụ ân phụ lòng. Nghe theo đời, sống đời đừng quá tốt, quá rộng rãi, ta dần dần tụt cái đầu lại như con rùa, không biết trao đi nữa. Cái đó sai đấy, không tốt đâu, không đúng. Nếu như bạn trao đi mà người ta phụ ân không tốt, ngược lại đôi khi còn hãm hại mình. Trong cái sáng suốt trí tuệ nơi nhà Phật, ta phải quán chiếu ta đang bị chi phối bởi kết quả của nhân kiếp trước giữa ta và họ. Quán chiếu như vậy để thấy rằng nhân quả luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời. Tạo nhân nào trổ quả đó. Nếu họ phụ ân ta theo như nhà Phật quán chiếu, ta đã từng phụ ân họ. Từ đó mà ta tăng trưởng cái trí tuệ để sẵn sàng trả nợ cho họ bằng trí tuệ, có nghĩa bồi dưỡng cái sự hiểu biết của ta khi tương tác trao đi cái lòng tốt hoặc hiến dân về bất cứ một phương diện gì cho cái đối tượng kia, đều phải có kiến thức, có trí tuệ trong sự tư duy để làm tốt đời của chính ta và làm thay đổi người đón nhận cái lòng tốt đó. Luôn luôn phải có hai chiều. Từ sự suy nghĩ này, Bảo Thành nói với lòng mình rằng đừng để cho thế gian nói ở đời đừng sống quá tốt và rộng rãi, bởi họ phụ ân ta là thường. Mà ngược lại nói, hãy nhìn nhận thật rõ tình thương của cha mẹ mênh mông như biển trời, cho hoài ngàn đời không bao giờ cạn. Thì lòng từ bi nơi mỗi một người con Phật có tu mật thiền chánh pháp, có tu theo lời của Phật dạy, sẽ không bao giờ cạn kiệt tình thương và lòng tốt. Dù muôn đời muôn kiếp người đón nhận lòng tốt và tình thương của ta luôn luôn phụ ân ta, phản bội ta, bắt hại ta. Đức Phật dạy quán tâm như đất. Đất là đại địa vững chắc. Tên của một vị Bồ Tát tuyệt vời cũng có nghĩa là vững chắc như đại địa. Đó là Ngài Địa, Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có cái tâm yêu thương rộng lớn và vững chãi đến mức mà Ngài có thể cứu và độ được hằng hà sa chúng sanh nơi biển khổ của địa ngục. Chúng sanh nơi địa ngục chẳng bao giờ biết ân, luôn luôn lấy oán trả ân. Nhưng Ngài không sao, bởi tâm Ngài là đất. Phật dạy quán tâm như đất. Người ta đào đất chôn xác chết, người ta đào lên trên đất, người ta chôn gai, chôn đá, chôn sỏi. Người ta nhổ nước miếng, đổ phân xuống dưới.
Nhưng chính nơi đất đó đón nhận tất cả những cái gì gọi là xấu xa của loài người vùi dập, vẫn tái tạo trở lại thành một mầm sống và vẫn luôn đó để cho con người trồng trọt tất cả những điều cần trọt để được sống, để giữ được mạng sống. Tâm từ bi trí tuệ, lòng tốt của chúng ta là đất sống cho muôn người. Đâu có ai có thể làm cho đất đau, bởi đất biết tịch tỉnh, an vui vững chãi. Ta sẽ không bị người ta làm đau, làm khổ, vì ta có tâm địa như đất, hiền lương, từ bi và trí tuệ, luôn là nền sống cho muôn loài vươn lên. Người tu phải quán chiếu như vậy, để không vì một lý do gì đó trong dân gian nói, không nên sống quá tốt, không nên sống quá rộng rãi. Vì họ phụ ân, vì họ phản bội, vì họ không biết trân quý. Chúng ta từng đi làm từ thiện, mang tiền, mang của, vật chất, gạo nước, và thu gom quần áo hiến tặng, giúp đỡ và an ủi, chia sẻ. Bằng cái tâm từ bi, người đón nhận kia, họ xài sai, họ ứng không đúng, họ tạo nghiệp cho họ. Còn ta bằng cái lòng tận hiến, phục hiến, biết cúng dường cho đi trong sự hoan hỷ và trí tuệ, ta tạo phước cho ta. Đừng vì họ đang tạo nghiệp mà ta ngừng tạo phước. Các bạn, đừng vì họ đón nhận cái ân của ta rồi họ tạo nghiệp mà ta ngừng tạo phước. Họ tạo nghiệp là phần của họ, ta tạo phước là phần của ta. Có một số các bạn, và đặc biệt trong nhóm mật thiền của chúng ta, các bạn vẫn thường thâu gom quần áo mà những người khác không sử dụng tới, giặt giũ cho sạch, đóng bao, người đến quý thầy, quý sư cô, mang đi các tỉnh xa, giúp cho những người nghèo. Các bạn có thấy chưa? Các bạn là tùy hỷ cúng dường, quần áo không phải là các bạn, của các bạn, nhưng các bạn đón nhận của người khác trao cho các bạn, rồi các bạn là nhịp cầu trao lại cho người khác, gọi là tùy hỷ cúng dường, phước báu vô cùng. Cho nên cái tùy hỷ ở chỗ là ta cứ cúng dường, ta cứ tốt với họ bằng cái trí tuệ, nguyện rằng người đón nhận cái lòng tốt, tâm từ bi của mình sẽ có cái sự sáng suốt ứng cho đúng để thay đổi cuộc sống hoàn thiện hơn. Vậy là đủ. Còn người đón nhận kia, họ có thực sự thay đổi hay không? Nếu họ thay đổi, họ tạo phước cho họ, ta tùy hỷ, ta cũng có phước. Mà họ không thay đổi, ta cũng có phước, bởi ta đã cho bằng lòng tốt, không tra cứu họ và bắt buộc họ phải tốt. Nói như thế không phải trao đi mà không suy nghĩ. Ta phải dùng cái trí tuệ, từ bi và trí tuệ mới chuyển nghiệp được nha các bạn. Cho nên cho đi và tốt với một người, các bạn phải có trí tuệ để ứng dụng cái phương pháp trao tặng, cái cách trao đi như thế nào, như cái cách mà cha mẹ đã trao đi, tận hiến cả cuộc đời cho con cái. Cách đó là luôn luôn kèm với sự giáo dục. Phải thật khéo, lòng tốt phải thật khéo để trao đi, để người nhận lòng tốt của chúng ta, họ hiểu, họ phải vươn lên từ chỗ họ đang đứng để không phụ lòng tốt của chúng ta. Đừng trao cái lòng tốt vào nơi cái hố sâu thăm thẳm của đêm tối, mà trao cái lòng tốt vào trong bóng đêm, vào nơi u tối, kèm thêm ánh sáng như một ngọn đèn để soi dẫn cho họ thoát ra. Thì lòng tốt đó là lòng tốt cần phải được phát triển. Nên những ai có lòng tốt vốn bổn nguyên nơi đó hiện hữu trong đời, thì cần phải tăng trưởng ánh sáng của trí tuệ, để lòng tốt của chúng ta sẽ không bao giờ bị phụ ân,
vì trao đi bằng tâm từ bi kèm theo ánh sáng của trí tuệ. Đừng vì đời nói, đừng sống tốt quá, rộng rãi quá, vì họ không biết trân quý sự trao đi của ta. Mà hãy nói rằng, tôi sẽ học cách trao đi, tôi sẽ học cách mang cái lòng tốt hiến tặng cho người, kèm theo cái trí tuệ trong công hạnh tu, để nguyện những ai đón nhận lòng tốt của tôi, tình thương của tôi, sự phục hiến của tôi, cũng đón nhận được ánh sáng của Tam Bảo, nhận rõ cần phải làm gì trong cuộc đời này.